xin chào của chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh Phim Tiền Hàng Nhật Bản nha. Hôm nay Tiền lên được 32 số ha. Đây là tất cả số trên màn hình. Giá trên sản phẩm là chưa bao gồm thứ xíu ha. Đó, ai mà thích cái số nào thì alo ha. Alo cho Tuyền nha, số điện thoại của Tuyền là 0915544667. Rồi, nếu mà ship COD á, nhận hàng thanh toán á thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm giúp Tuyền tiền ship ha. Còn mà nếu mà đơn mà 300 trở lên chuyển khoản thì Tuyền sẽ bao ship. Rồi bắt đầu mình vô combo số 1. Combo số 1 ha. Bộ 1 là hôm nay còn mấy muỗng muỗng inox. Đây nguyên rổ muỗng ha. Nguyên cái combo này ha, số 1, nguyên combo này số 1 250. Nguyên combo này. Để mẹ nó gớt lên cái số em để vô đây rồi. Đó, nguyên combo số 1 không có cái mâm nha, cái mâm của em đựng đồ. Đó, số 1 250. Ai thích chốt. Số 2. Đây. Số 2 ha. Đây là một. Đây, cái giá này giá cũng to và sâu nè. Rồi một cái khui, rồi một cái giá nhỏ, một cái vợt, một cái sạn, rồi mấy cái đĩa cua nhỏ, mấy cái đĩa, rồi mấy cái mũi inox, rồi một cái bào sợi luôn, cái bào sợi luôn à, mình găng nó bé, rồi một con dao, rồi số 2 ha, số 2 200k, số 3 số 3 số 3 dạ. Anh đụng cái camera nào. Đây là một cái khuôn hộp. Cái khuôn hộp. Rồi mấy cái muỗng nhỏ. Một cây mấy cái muỗng lớn. Rồi mấy cái xiên thịt luôn. Cái xiên thịt. Rồi mấy cái một cây đánh trứng nhỏ. Rồi mấy cái muỗng nhỏ dài, muỗng cà phê. Rồi một cái sạn, sạn này bằng nhựa nha, nhựa trên đây. Rồi một cái giá giá canh to. Cái dao nó gớt nè. Cái vợt nữa nè. Rồi một cái giá canh nữa nè. Rồi combo này đâu rồi? Combo này số 3 200k.
Rồi số 4 hôm nay được 3 mã dao. Đây một con dao cay cán gỗ. Cán gỗ. Dao cay nhìn nó đẹp ha. Rồi một con dao cái lưỡi nó còn bén dài luôn. Rồi một con dao găng cưa luôn. Dao đầu vuông luôn, đầu vuông cán gỗ. Dao vuông rộng. Rồi một con dao gọt trái cây bên trong là trơn, ngoài là nó có cái răng ha. Rồi số 4 này 200k. Số 5. Số 5. Số 5 đây một con dao lỗ. Mấy cái dao này đã qua sử dụng mình mài lại ha. Có dao nó cũng có bén sẵn luôn. Dao nhìn cái thép đẹp. Rồi. Con dao cán gỗ bản này bản rộng ha. Cái thép này mài lại bén nè. Rồi một con dao căng cưa. Cán gỗ luôn. Rồi một con dao gọt trái cây. Rồi số 5 ha, 200k. Số 6. Số 6 4 cây. Đây một con dao cán gỗ ha. Bản rộng. Rồi một dao thép đúc nguyên khói. Thép đúc nguyên dao. Rồi một dao lỗ luôn. Con dao gọt trái cây dạng lớn lớn. Rồi số 6 ha, số 6 4 cây. 200k. Rồi. Tới bánh. Cái gì? Cái gì mới thước kẹp á? Cái mấy lưỡi cắt. Mấy lưỡi cắt gỗ hợp kim ha. Mấy cái gỗ hợp kim. Đây là cái mũi cái lưỡi này nó có thông số này nè. 112 nhân 1.7. Đó, mấy mũi hợp kim, lưỡi hợp kim còn nguyên si. Đó, không mẻ nha, cái lưỡi này không mẻ của Hitachi. 1.7 là sao ta? Cái lưỡi cái 20 nha, cái lỗ cốt của bánh nó 20 nè. Cái này 100, lưỡi này lưỡi 190 nè, cái lỗ cũng 20 ha. Cái này cũng lưỡi cắt hợp kim nè. Cái này là 190, cái lưỡi này cũng còn mới, hợp kim còn nguyên si luôn. Đó. Rồi hai cái lưỡi này ha, số 7 em bán 250. Là cái lưỡi 216 ha. Cái này nè. Cái là lỗ cốt 25 ha. 25.4. À đây có để thông số nè. Đây có để thông số này. 25.4. 216 rộng của Hitachi. Đây cái lưỡi hợp kim. Kim không mẻ. Kim còn nguyên si ha. Rồi số 8 200k. Số 9. Số 9 này được mấy mũi đục, bộ đục luôn ha. Số 9 là hai cái đục dài. Hai cái đục dài này, hai cây này, cây 2 phân, cây 3 phân. Đây cái đục này dài, nó dài 37 năm luôn. Cây này cũng vậy. Cây này dài gần 38. Đó, hai cái lưỡi đục rất là đẹp. Cái đục này thì nó người ta chế nha. Là cái đục này là do hàng ha. Cái đây khúc nối hàng người ta đây. Và vẫn còn chắc chắn. Còn cây này thì cây liền luôn ha. Cán còn ok. Đó, lưỡi rất là đẹp. Cái này mài lại nữa là bé có chữ nhật in chìm luôn. Đó, cái này là một cặp song sinh. 2 phân 3 phân. Một cặp dài. Để cho bác nào giờ sử dụng đục dài luôn. Rồi số 9. Số 9 240k. Số 10 là 3 cây đục. Cây này 15 ly. Cây này 15 ly ha. Cái ngạnh chỗ này nó có mẻ xí.
cái này mình có về mài lại cán rổ. Ok, mấy cái đục này thì nó dài tầm 20 đó, 20, 21, 18, 17, 18 đó. Mấy cái cây này là nó đó, cây này dài tới 25 ha. Cây này 15 ly. Rồi cây này 2 phân 9, gần 3 phân á, 2 phân 9. Đó, mấy cái thá thép đục này mình về mình mài lại nha, tùy chỉ vệ sinh thôi. Đó, nhìn nó đẹp, nhìn thép rất là ok luôn. Đây, cái lưỡi thép này giống như còn bán sẵn luôn nè. Cái này là 3 phân 6 nha, cây này rất là nặng và dày và chắc chắn. Đó, có khâu, có đồ đầy đủ. Rồi, số 10 ha, 250. Cây này quá trời đẹp luôn, thép không lớn. Số 10, 250. Số 11, số 11 cũng là 3 cây đục. Ủa, 4 cây đục, bộ đục chứ. Đây, có một cây đục mo. Cây này là 10 ly. Đó, lưỡi rất là đẹp, ngoại hình cũng đẹp luôn. À, cây này 10 ly. Cây này 15 ly. Ok ha. Rồi, cái cây đục mo này là 15 ly luôn, còn rất là đẹp. Dài luôn nha, cái đục mo này còn rất là dài nè. Đó, còn là còn xài tới 16, dài tới 28 năm luôn ha. Cây này dài. Rồi, cây này 3 phân 6 luôn, cái lưỡi to 3 phân 6 luôn, to nhất của nó là 3 phân 6. Đó, nhìn cái thép nhìn còn sáng luôn ha. Này mình mài lại, cái này nó mất cái khâu ha, cái cán này nó mất cái khâu. Dính nhớ cái dính gì mà đem thù lùi đây hết. Rồi, cái này nó mất cái khâu ha, cái này mấy anh về chế lại cái khâu. Rồi, số 11, 300k. 12. 12 là một cây kéo, cái hồ lô. Cái hồ lô, cây kéo này của Đức. Kéo là lưỡi rất là đẹp. Đó, lưỡi còn nguyên si là đẹp luôn. Có nó bị rỉ chỗ này ha. Đó, trong này nó rỉ chỗ này nè. Nó rỉ xét trong cạnh này. Kéo đứt này nhìn nó rất là bén nè. Rồi số 12 ha. Cái chiều đo kéo này dài. Kéo này dài 20 ha. Rồi, số 12 140k. Số 13. 13 là 3 cây kéo bướm. Kéo này tiền vệ sinh rồi, về cho mấy anh thợ sửa lại ha. Kéo này 3 cây kéo này nè. Kéo nào cũng có chữ nhật đóng in chìm hết, nhưng mà nó bị hở mũi, kéo này nó bị hở mũi. Nó thép lưỡi còn ok nè, kéo này nó hở mũi, nó về cho mấy anh sửa lại. Cái này thép nó còn đẹp, còn mới luôn á mà nó bị hở mũi. Cái này dài 20 nè, cây này cũng vậy, cây này 19, cây này 17. Rồi, cây này đó, nhìn đã đẹp ghê không? Đó, nó có bị rỉ đây. Trong đây tìm cắt dây điện á, rất là bén nha. Trong đây là cái kéo hở mũi này, cắt dây điện rất là bén. Combo này tìm bán 3 cây ha, về cho mấy anh thợ sửa lại. Có cây này đẹp. Đây, có chữ nhật in đóng in chìm luôn ha. Lưỡi không mẻ. Đó, rồi 3 cây kéo này số 13. 200k. Rồi 14 là một cặp kéo. Một cây kéo cá và một cây kéo kéo bướm ha. Cây kéo cá rất là đẹp. Cán cá này rất là đẹp, thép còn rất là mới luôn, nước sơn ngoài còn luôn. Nước sơn thân sơn đen. Xay này xay 17 luôn ha. Như chốt này nó bằng đồng. Nó vàng vàng thôi, không phải không? Kéo bướm xay cái mũi dài luôn. Cái này dài 20 ha. Đây có chữ nhật in chìm đây, mũi kéo còn rất là đẹp. Đó. Kéo rất là đẹp ha. Kéo này xay dài mà đẹp, xay lớn. Đó, rồi cặp kéo này số 14 220k.
15. 15 là một kéo cặp kéo cắt vải nha. Kéo cắt vải của Nhật. Kéo này chốt đồng. Đây có chữ Nhật in chìm. Mấy cái chữ mấy cái kéo này mình mài lại giúp Tuyền ha. Cái kéo này nó không bé. Cái này mình nói chung là kéo nào cũng vậy, mua về mình phải mài lại. Tại hàng cũ, hàng đã qua sử dụng mình phải mài lại nó mới bé được. Quan trọng là cái thép nó tốt. Hai xây kéo này dài 22 năm ha. Rồi cái kéo này dài 24. Đây chữ Nhật in chìm, có chốt đồng luôn, lưỡi kéo nguyên si mẫu mẻ ha, mũi kéo cũng còn ok. Rồi cặp kéo này ha, số 15 ha, số 15 200k. Số 16. 16 là một cặp kéo cắt cành, một cây cành cắt cành và một cây tỉa dâm. Cái hiệu này hiệu gì đây nè? Mèm mèm. Hôm nay chị biết luôn. Đó, cái lưỡi nhìn nó rỉ vậy nhưng mà cắt ok. Về mài lại nữa là ok luôn, ngoại hình còn đẹp luôn. Trời, cái nước sơn của bà còn đẹp mà cái màu xanh chuối là nổi dễ sợ. Kéo khích nha, hoạt động tốt, nó không có bị hở mũi gì hết. Kéo này là dài 20. Rồi một cây tỉa dâm rất là đẹp. Đây có made in da băng lóng đóng in chìm luôn nè ha. Đó, lưỡi mũi cũng đẹp, thép cũng còn đẹp luôn. Rồi bao da cũng còn đẹp luôn. Đó. Cây tỉa dâm này nó dài 16 năm. Nhìn thép còn rất là bé. Đẹp. Rồi 16 250, số 16 250. 17. 17 là một cây tỉa dâm. Vệ sinh nó nhớ ra ra. Đây một cây tỉa dâm. Thép đẹp luôn. Có made in da băng luôn ha. Made in da băng in chìm luôn. Bao da lò xo đầy đủ. Cây này 17. Đó. Rồi số 17 ha, 17 150k. Số 18. 18 là một cây kìm mỏ quạ của Lotto, hiệu con tôm đây. Găng ok. Cây này nó có thêm một cái chức năng là cái đầu vít. Cái đầu vít trừ ha, cái này mình cầm gì ha, cầm gì mình đây, cầm gì mình dẫn vít luôn. Cây này có một cái là nó không có da, cây này nó bị mất vào da rồi. Xay này xay 250, nó được cái đầu vít nè. Đó, mua cây này mình xài có tiện luôn, được cái đầu vít mình dẫn đó. Rồi cái kèm mua quả số 18 ha, 140k, nó không có bao da. 19 là combo kèm, 19 là combo kèm ha. Đây một cái kèm mẫu quả. Quả trời ơi cái bao da của bà đã te tua tơi tả. ASH C250. Đây. Ngoại hình bả xấu nhưng mà găng cỏ bả ok lắm. Đó. Nhìn cái ngoại hình của bả hết muốn nhậu rồi chứ. Gì đâu mà nó te tua lỡ lắm gì luôn chứ. Đây nè. Muốn xuất ra nữa nè. Rồi thêm một cây cắt kẽm, cái găng bao ok lắm nha. Một cây cắt kẽm của MCC da băng, có đầy đủ chút gài lò xo còn ok, nó rất là đồng tốt. Cái lưỡi này nó không còn đẹp lắm, cái lưỡi nó không đẹp lắm à? Đó, lưỡi nó thì để cắt kẽm, nhưng mà cắt kẽm thì đó cắt kẽm ok là được rồi. Rồi hai cây. Rồi một cây kìm mỏ nhọn. Cái gì mỏ nhọn của gì nó không có bao da ha, mà nó có nước sơn ở đây. Chữ gì mà anh chị mà không có khám thấy. Xe này xe 16. Còn cái kìm cắt này xây 14. 13 năm mà. Đây cái kìm mỏ nhọn này ha, găng nè. Găng ok. Găng ok ha. Một cái lưỡi thấy khích đó mà biết cắt được không?
ngồi lục nhách. Cắt nó đứt nhưng mà nó lục. Cái này mấy anh về vũa lại thêm nha. Trên. Rồi cắt là phải lôi nó ra nó mới đứt. Cắt xong phải lôi nó ra mới đứt. Không bén. Rồi cây kìm này, cây kìm cắt xéo nè, rất là thích. Kẹp nó còn ok. Cái này chắc bén hả? Trời ơi, thiệt mà. Thép nó bén, nhìn nó bén mà nhìn quá trời đã. Rồi số 19, 250 nguyên bộ kìm. Số 19, 20. 20 là cái thước gốc và một cây thước lá. Đây một cây thước lá 150. Có cái chữ Made in Japan in chìm. Thước còn mới hang. Chim cánh cụt. Ờ cái này là của Siwa nè. Thước gốc của Siwa đẹp. Hoa văn in còn rất là đẹp và mới luôn. Đó, rồi số 20 ha, hai cái thước này 200g. 21. Đúng cái công dây điện coi. Kìm tút điện. Em đi lấy công tơ điện em vô. Tút. 21 cây kìm tút điện, cây tút điện nhìn mới và đẹp ghê. Đây. Hôm qua nó có cái tem chỗ này nè. Mà tìm rửa xong cái nó chốc cái tem ra luôn rồi, cái tem mới dán ngoài thôi nha, chứ nó không có in vô trong đây. Đây. Gần nhìn rất là bén nè, lưỡi cắt của nó là bén. Cắt thử à. Này cắt sao ta? À. Đưa đây chứ. Thấy gần nó bén lắm luôn rồi mình cắt sao rồi. Đụng xuống là đất luôn. Mà sao mình không biết sử dụng nữa. Đó. Bén lắm luôn á. 21 150. 22 là bộ đục. Ai vậy? Không có cái này cũng phải cái kia. Bộ đục. Cái này bộ đục tay ha. Đây mấy cây bột sủi, cây này cây bằng inox.
lưỡi dao, theo như lưỡi dao sủi vậy đó. Rồi cái quả sủi này to ha, mà mấy cái này nó rỉ sét rồi, cái này bạn vũ nó tới một tấc. Cái này nó 7,5 con. Cái bạn này thì nó bị rỉ ha. Rồi có cái cây này, cái này thì mình thay lưỡi nè. Đó, giờ mình dặn ốc này ra mình thay lưỡi lưỡi dao gọt giấy á. Dao gọt giấy vô mình sủi rất là bén luôn. Đó, rồi mình xài xong mình cứ thay lưỡi hoài đó. Rồi số 23 ha. 3 4 5 cây này 120g. 24. 24 3 cây kèm. Kèm mỗi quả. Kèm mẫu quà này của Athak xe 50 nè. Ngoại hình cũng trời ơi. Tét cái màu da rồi. Đó, đây là găng. Găng của nó có dập. Dập một găng, hai găng. Găng dưới nó có dập hai một hai găng. Găng này găng trên cũng dập hai găng. Ngoại hình. Trời ơi, nhìn mới. Rồi một cây mà cái mấy cây kèm này nhập một hai găng là không vấn đề. Size 16 ha. Size 16 năm. Một cây kèm nhỏ và cây kèm cắt. Đây thép còn rất là đẹp, mấy cây kèm này bén lắm luôn nè. Đó, khỏi chê luôn. Siêu sao xuất sắc luôn. Rồi, cây của Topman. Cây này của Topman. Đây găng rất là đẹp, lưỡi lưỡi cũng thích luôn, không biết bán không. Má ơi, nó đứt đứt mà nó không có bay à, nó có cái họng bên đây nè. Cây này nó đúng rồi, cây này cũng còn bén nha, nó có cái họng bên đây nó không bay giống như cây này. Cây này cắt cả bay nhiều nhiều nhiều. Rồi số 24 bay kèm này 200k. 25 mới dít. Dít thì có dít đẹp, dít xấu. Đây hãng của Vixel. Rồi cái cây này là của Fell BH2 ha. 4 cây vít này là BH2 hết. Có cây đẹp, hai cây đẹp ha. Hai cây này thì xấu. Hai cây này đẹp. Mũi vít còn đẹp. Nó xấu là nó xấu ngoại hình thôi, chứ mũi vít nó không mòn ha, nó vẫn còn ok hết. Cái vít này có hết 500 hết. Đó, cái vít này vít đóng nha. Cán gỗ, vít này vít đóng cán gỗ. Rồi, một cây vít trừ. Cây vít trừ. Đó, trừ vít sale. 2, 4, 5 cây vít này. 5 cây vít ha. 5 cây vít số 25, 200k. Hoa thị bự bự đẹp ghê, vít xeo luôn ha. Nhựa nè. Rồi cây này cây vít xeo, cây này cây gì có đóng da băng không? Cái này nó bay miếng nhựa đây nè. Đó, đầu vít nè, đầu vít rất là đẹp nha. Cây này ngoại hình đẹp, và này thì xấu quá. Và này thì chân dài. Rồi một cây này là một cây trắng gỗ, cũng của gì đó, Bico gì, không phải của Vixel. Đó, cây này bánh đóng trắng gỗ ha, bánh trừ. Đó rồi, 5 cây này số 26, 200k. 27 là bộ cưa. Đây bộ cưa ha, cưa gỗ và cưa gốc hẹp. Có chữ nhật in chìm đây, găng nè, nó mấy cái cưa nhìn nó đen vậy nhưng mà lưỡi nó nhìn còn sắc. Cái này, lưỡi này mà mình muốn bén nữa thì mình về mình vũa lại ha, cán rổ. Cái lưỡi này dài 20. Rồi một cây cưa gốc hẹp, cưa hẹ 20 luôn ha. Tổng thể của chiều dài của nó thì
33 năm. Rồi, cây coi này luôn, cây coi này bán có chợ bán luôn nè. Nó xí xí. Còn cây này thì găng của nó nè. Đó. Rồi, một cây cưa cưa sắt luôn. Một cây cưa sắt này có thể mình có thể xài vào thay lưỡi bất cứ lúc nào. Dài ngắn. Đó. Đây là một cái lưỡi cưa sắt. Cái này mình chỉ gần gắn vô rồi mình xài từ nào mòn lưỡi rồi mình đúc nó vô đây nè, tới đây là vừa ha. Đó, cây cưa sắt. Rồi, combo này ha, 4 cây này 200k, số 27. 28 là mấy cái lưỡi cưa luôn. Đây, mấy cái lưỡi cưa này găng cỏ ok. Đây một cây cây cưa gỗ nè. Cưa này cưa còn rất là bén nè, tem vẫn còn luôn ha. Mấy cái này thì size 24, 25 đo tới chỗ cắt thôi á, chỗ cắt là 24, 25 ha. Còn 26 nè, có 26 nữa nè, có cái 30 luôn, có cong này dài nhất là 30 nè. Còn mấy lưỡi này 24 đó, thì nó nguyên bộ vậy nè. Rồi cái cưa này cưa nhuyễn luôn ha, theo kiểu vậy. Cưa này nó không có mẻ ha, cái nào mà nó mẻ thì tiền số báo ha. Mấy cái hàng này là nó nằm ở ngoài trời, nó cũ thì nó phải nhìn nó rỉ rỉ vậy. Nhưng mà lưỡi nó rất là bén nè, mấy nè. Này nó này là lưỡi dày mà nó mẻ đây một găng này là nó mấy cái lưỡi dày mà mẻ một cái găng ha. Nè, chỗ này nó mẻ một găng ha. Mấy lưỡi dày bén. Rồi, số 28. Combo 6 lưỡi cưa 200k. 29 là bộ sủi ha, bộ dao sủi. Bộ dao sủi này nó 16 cây. Gỗ còn mới và đẹp luôn nè. Số 29 120k. 30. 30 là bộ combo xà beng. Cây này dài 24 ha. Cây này dài 27. Cây này dài 20. Cây lớn nhất dài 50. Đây, con cây lớn nhất nhất. Đẹp. À, nó có 50 luôn nè. Đó. Phần nhổ đinh của nó rất là đẹp ha. Rồi. Cây này thì không đẹp lắm. Cây này có thể đập đóng. Rồi cây ba Kuma này 20 nè, rất là đẹp luôn. Đó rồi combo 4 cây cái xà beng. 30 200k. 31. 31 là ba cây này vỏ. Cây này vỏ hả? Cây này Tokyo Japan nè. Cái đầu lại này. Cây này xây 30 nè. Cây này thì nó vậy. Cây này thì để tiền đo. Cây này dài 39. Còn cây này dài 50. Cái này vậy, cái này 30, 40, 50 á. 39 nữa, trời ơi. Đó. Cái này thì nó kiểu như vậy. Rồi, ba cái này số 31, 150. 32 là cây phúc chim. Đây, cái này có cái mọc chỗ này. Cái mọc gì đấy không biết mà nó. À, cái con gì á. Trước không được nè, hôm nay mình chốt. Cây này dài 61. Rồi, số 32 ha, 200k. Kết thúc cái video ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ.
xem like, mà thấy thích thì cho Tuyền xin một like ha. Và chưa đăng ký kênh, mình đăng ký kênh để cập nhật những cái video tiếp theo từ Tuyền đăng ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.